trưng bày nó cực là khoảng đôn đôn gỗ đôn như thế nào, và chậu em phải làm từ gốc cái ngọn, từ ngọn tới gốc, chứ không phải là mua bán mà bán ra thành chợ là nó khác. Tại mình trưng bày cho một cái đại diện cho một cái thành phố không phải là đơn giản đâu, phải làm đẹp mà phải nghệ thuật. Chú các cái ngọn bây giờ nó đứng nó xuống các cái ngọn nữa, nhà nó dậm chân ghế nó nói chú ơi chắc đi, chắc đi không á, không được chắc là ăn đuổi về dạ dạ vô để kia lên bỏ hết cho đi đánh nữa à, chết tao chịu vô thầy là lấy đồ đồ nghề đâu lấy bao nhiêu đó đâu có đâu. Có cái gì để chơi chỗ to hết này ba hết cào đi sắm không biết cái đọt rõ không có bùa hả? Vô chậu mình kéo ngọn vô luôn chứ. Thì cứ vô chậu đi rồi mình ăn kéo vô chậu. Vậy giờ em bưng nguyên cái này qua bển em trộn đất em vô đây là xong chu thì hẳn bưng qua đây để chụp kéo ngọn lại chụp kỷ niệm. Ha, à, để chống sân khấu để anh làm lại. Trộn đất vô chậu luôn. Để đây là chậu. Mà tiền phơi. Nào ở trên vàng này không? Tất cả với anh em nghệ nhân và bạn chơi cây. Sau những giờ phút hết sức căng thẳng và khẩn trương làm việc, hiện nay ban tổ chức đã có danh sách và đã chuẩn bị quà để chúng ta trao giải thưởng trong ngày hôm nay. Và đặc biệt là cái cây hôm qua là đang tính nó còn có 5 triệu rồi chú Thắng, làm sao giờ nó lên giá lại. Dạ em báo cáo với cả nhà là sau khi có sự góp ý và đọc em đã xin được chú Thắng đã hạ đao. Và em thấy là coi bộ là chương trình đã thành công chót lọt cho chương trình demo. Dạ em xin cảm ơn, gửi lời cảm ơn chú Thắng, cảm ơn anh Hùng và cảm ơn chỗ anh Tâm Trắng đã có những cái góp ý và đã chỉnh sửa cho em ưng bụng nhiều hơn, tức là nó lên giá rồi chứ hôm qua em cũng tiếng ngang luôn. Dạ xin cả nhà cho chàng pháo tay. Số 40 anh Phương Gia Kiệt. Wow. Xin mời các anh mình lên luôn à, để cho nó kịp tiến độ. Chúng ta xin đọc được xin đọc giải ba mã số 25 cây trang của anh của thầy Hùng sinh nhật cảnh Long Khánh. Giải ba thứ hai Phương Gia Kiệm. Rồi cho chàng vỗ tay Gia Kiệm mình một người một lần này giải luôn. Dạ và số 33 cây đinh sam của anh Sơn Biên Hòa. Dạ, chỗ anh Sơn Biên Hòa xin mời chỗ anh Thanh lên đại diện. Và đặc biệt là giải đặc biệt là cây linh sam chúng ta đã biết rồi, cũng của anh Sơn Biên Hòa luôn. Dạ xin mời anh Thanh lên, anh Thanh lên, anh Thanh C, anh Thanh ổi cũng đúng, anh Thanh Biên Hòa cũng đúng luôn. Xin mời anh Thanh có mặt tại hiện trường. Dạ. Tiếp theo là giải số 30 cây số 37 cây sam túi cho của chỗ Long Thành. Dạ Long Thành. Tiếp theo là cây kế chậu thầy Hồng giá là dễ thôi. Anh Phương, cây kế của anh Phương. Mời ban giám khảo lên chụp hình cùng với các nghệ nhân chúng ta. Xin mời. Dạ, xin cảm ơn các nhà. Xin mời. Thưa các anh chị, nghệ nhân, tỉnh, thành phố, các quận huyện, các ở địa phương. Các anh chị, nghệ nhân, các địa phương. Nói vậy đi, dự không đủ,
đông vui và luôn nấu khơi lửa đam mê của ngành sinh vật cảnh. Thì qua bên tỉnh hội thì cũng có lời xin chúc mừng hội thành phố Long Khánh đã giữ vững được cái phong trào đoàn kết chơi và xây dựng được như ngày hôm nay, được anh em quý mến các nơi tụ tập về đây chia sẻ niềm vui đam mê. Một lần nữa, những năm hết đến tôi xin kính chúc tất cả các ban lãnh đạo, anh chị em, các địa phương đã về đây tham dự. Và xin chúc anh em và gia đình luôn thành công rực rỡ và vạn sự như ý trong cuối năm. Hội sinh vật cảnh thành phố Long Khánh không có gì hơn thì chỉ có buổi tiệc nhỏ để mời các